Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Ninh Tito. Và ngày hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện trước khi chúng ta bắt đầu clip. Ninh bị xước môi. Sáng nay Ninh có làm gì ta? Ninh cạo râu. Và trong khi cạo râu thì tự dưng có điện thoại. Và các bạn nhìn này, vèo ra một cái vết to đùng ở trên môi mà Ninh đã cố che bằng concealer rồi mà không được. Ninh quyết định là ngày hôm nay thì Ninh sẽ quay với cái môi sứt. Ninh cũng đã lên trên Instagram và hỏi các bạn xem là Ninh có thể quay với chiếc môi này không. Và gần như là 90% mọi người bảo là quay đi anh ạ. Nên là thôi, Ninh quyết định quay. Và món ăn của chúng ta ngày hôm nay là gì? Ta-da! Đây chính là món ăn của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là xúc xích. Rất là nhiều xúc xích luôn. Khi mà bày cái clip xúc xích này ra cùng với việc là có các loại sauce, xong rồi cùng với việc có cả cheese như thế này, thì chắc các bạn biết là Ninh định làm gì rồi đúng không? Đợt vừa rồi Ninh thấy trên mạng rất là hot, tất cả những cái bạn nào làm food rất là hot cái món này, đó chính là xúc xích, xong rồi cuộn thêm cả một cái lớp cheese ở phía bên ngoài, và sau đó thì chúng ta sẽ dưới sốt lên và nướng trên cái bếp phía dưới này để ăn. Đó, thì Ninh thấy rất là hot, Ninh quyết định sẽ thử. Thật ra lúc đầu định mua cái xúc xích to đùng mà dài ơi là dài cơ, như là mọi người đã ăn cơ, nhưng mà bởi vì đây môi sứt không há to mồm được nên mình quyết định là chỉ mua cái vừa vặn đó, để có thể ăn được thôi. Thì có thể là hiệu quả nó sẽ không được tốt như là các clip mà các bạn ăn xúc xích to đùng, nhưng mà thôi thì vì môi mình sứt nên là câu chuyện nó cũng hơi dài, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Rồi bây giờ thì Ninh sẽ cho xúc xích lên nhé. Wow, chúng ta có 10 que xúc xích. Hình như là phải cắt cái xúc xích này trước hay sao ấy nhỉ? Nhưng mà thôi kệ đi các bạn ạ, Ninh lỡ để lên mất rồi. Bình thường khi mà mọi người chiên hay rán xúc xích thì mọi người hay cắt cái miếng nó ra để nó thành thớ thớ ấy, cho nó dễ chín nhanh. Mặc dù là xúc xích này thì cũng đã chín rồi. Nếu mà dùng xúc xích to thì chúng ta sẽ có cái đoạn ở giữa nó to hơn. À, cái xiên nó dễ để lấy hơn. Thơm quá các bạn ạ, cái mùi bơ ấy. Xong rồi tí nữa nó ám hết cả vào phòng. Thật ra đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Ninh mà Ninh làm một cái bữa xúc xích mà nó lại nhiều thứ, nhiều xúc xích như thế này, mà Ninh không biết có thể ăn hết được 10 cái không ấy các bạn ạ. Các bạn biết sức ăn của Ninh rồi đúng không? Cũng nhiều nhưng mà với 10 cái xúc xích thì nó có thể là sẽ hơi ngấy. Bây giờ thì Ninh sẽ cho cheese lên. Ninh thích ăn cheese cực. Ninh sẽ đặt một miếng cheese lên. Đó, bọc nó lại, sau đó thì Ninh sẽ lại đặt xuống đây. Ninh không biết là nó có cháy không nữa các bạn ạ. Nói chung là Ninh là một người rất đoảng các bạn biết rồi, nên là dù nó có chảy ra hay nó có bị làm sao thì các bạn cũng chịu thôi nhé, Ninh xin lỗi. Ninh không biết Ninh đang nói cái gì nữa. Chết rồi, Ninh nghĩ là nó sẽ cháy lắm các bạn ạ. Cho cái cheese xuống dưới nó dễ bị chảy lắm, nên Ninh sẽ gấp đôi và đặt nó lên trên như thế này. Ôi giời ơi, đói quá rồi. Trưa nay các bạn ăn gì đấy? Trưa nay chúng ta sẽ ăn... Thôi, đặt thế này luôn đi. Ngon quá, chết mất. Úi dồi ôi. Ta-da, rồi, chào tao bếp nha. Nổi lửa lên em. Các bạn đã bao giờ ăn cái món này chưa? Thật ra là đợt trước mà Ninh có làm một cái mà hot dog ấy. Hot dog mà kiểu bro hot dog à? Ừ. Thì rất là hot. Bởi vì thực có vẻ như là mọi người khá là thích cheese với cả xúc xích. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ chế biến theo kiểu đơn giản hơn. Đó, bắt đầu lại xèo xèo lên rồi này. Thành quả ra sao cũng chỉ là Ninh ăn thôi mà. Nhưng mà Ninh đang sợ quá. Đây này, các bạn nhìn cái phía bên này này, nó đang bắt đầu chảy hết cái cheese ra rồi. Ninh nghĩ là ăn được rồi đấy các bạn ạ. Kể ra mình cũng đói ấy. Không biết bên này thì nữa nó có cháy không. Chết mất. Rồi, Ninh sẽ cho xúc xích. À nhầm, cho tương cà. Ui, đây là mù tạt vàng các bạn ạ. Sao không chảy thành dòng thế này? Đây, các bạn nhìn này, đây là một miếng xúc xích có cheese và tương cà rồi cả mù tạt. Nên không thích ăn ớt lắm.
Cheers. Cheers. Ngon quá. Xúc xích nóng, nó bị cái lớp cheese nó ở phía trên. Ui, bóc được cái lớp này ra này. Đoảng quá, cái phía bên này đoảng quá. Nồi toạt vàng cũng ngon cơ. Ở siêu thị có rất là nhiều loại cheese, nên không biết là lấy cái miếng nào. Nên là Ninh quyết định lấy là cheddar. Thì không biết là có đúng không nữa, nhưng mà Ninh ăn thấy khá là hợp. Ngon đấy. Xúc xích thế này là vừa rồi, để thêm một tí nữa nó sẽ bị chín quá. Ngon, xuất sắc luôn. Mình sẽ ăn thêm miếng tiếp theo. Ui dồi, cho tôm cà lên nhé. Wow. Đây là một tạp vàng. Nhìn kinh quá. Tại sao nó không ra thành hình đẹp đẹp như mấy bạn quay ta? Cheers. À thôi, từ từ đã. Nên phải rớt. Cái này phải có một tí đồ uống có ga nó mới ngon các bạn ạ. Cheers. Ngon quá. Rồi, ăn cái miếng này đây. Mời các bạn nhé. Mặc dù môi sứt nhưng mà ăn vẫn ngon lắm các bạn. Chính ra cái cheese này mà để nó xém xém một chút ăn cũng ngon lắm. Ninh nghĩ là Ninh có thể ăn hết 10 cái đấy. Ngon quá. Thật ra ấy, cái món bây giờ Ninh phải bật bếp lên đây, nó bắt đầu bị nguội rồi. Thật ra cái món này mà ăn nhiều quá nó cũng không tốt. Bởi vì là thứ nhất là đồ chiên, thứ hai là xúc xích, lại là đồ ăn đóng túi ăn sẵn ấy, thì nó không quá tốt cho sức khỏe đâu. Nhưng bởi vì thực sự là Ninh thấy cái clip này mọi người làm khá là hot, mình đú theo, mình cũng làm theo luôn xem nó được đến đâu. Với cả bản chất là Ninh cũng thích ăn mấy cái đồ chiên chiên ấy. Thật ra hôm nay Ninh còn định là sẽ cho bột lăn vào bột xong làm kiểu như kiểu bro hot dog cơ, nhưng mà nó lích kích quá, nhiều thứ quá. Với cả là Ninh cũng không có thời gian nhiều để chuẩn bị lắm, đành phải làm như thế này vậy. Ôi, nóng rồi. Ninh tắt bếp đây. Cứ ăn một tí phải tắt bếp, không có trong cái lúc ăn nó sẽ bị cháy mất các bạn ạ. Ui, ngon quá. Này phải bóp thật mạnh mới đẹp thôi. Mời các bạn. Ngon quá. Úi dồi ôi, chảy xuống rồi. Sôi quá, sôi quá. Bởi vì cái chảo này là chảo chống dính. Bắn quá. Cái chảo này là chảo chống dính nên là nó không bị khét cái cheese này đâu các bạn ạ. Nên vẫn có thể lấy ăn được như thế này. Ngon. Cái cheese này nó khét khét ăn ngon cực. Cái tiếng này kinh quá. Rồi, mời các bạn nhé. Wow. Ngon quá, xúc xích trên tại nhà ngon cực kỳ luôn.
ăn hai tay hai cái luôn đi. Ôi xót quá. Ninh mới bị sáng nay nên nó vẫn còn chưa lành lắm các bạn. Wow. Ngon quá, nhiều cheese, ngon thật sự đấy. Nóng quá. Đỉnh luôn. Con muốn ăn à? Con ăn không? Con ngửi thương quá, thương quá. Quanh quẩn, đây là chó của bạn mình. Ngon quá. Mình ăn sắp hết rồi các bạn ơi. Mình ăn sắp hết rồi các bạn ơi. Cái này chỉ ăn được hai cái là vui. Ăn đến cái, đây là cái thứ 9, đây là cái thứ 10 rồi không vui nữa đâu các bạn ạ. Cả lúc nãy Ninh cũng cho hơi nhiều dầu ấy. Ngon quá. Lâu lắm rồi Ninh mới quay được một cái gì mà Ninh có thể ăn hết được tất cả mọi thứ đúng không các bạn? Wow. The last one. Không vui đâu các bạn ơi. Ngầy quá. Thương tôi quá. Tự dưng bày ra cái trò ăn 10 cái xong bây giờ ngồi hổn hển. Drew ăn không Drew ơi? Drew, Drew, ăn không? Nó đang nhìn. Nốt đây. Mời các bạn. I'm from you. Mở mồm á. After this, yeah. Thực sự là Ninh là người rất thích ăn đồ chiên rán, rất thích ăn cheese. Nhưng mà khi phải ăn hết 10 cái này trên một cái chảo, các bạn sẽ thấy nó không vui đâu, nó không ngon đâu, nó ngấy lắm luôn ý. Nên là Ninh cực kỳ phục những cái bạn nào mà, những cái bạn nào mà gì nhá, ui ăn xong lố rồi. Bạn nào mà gì nhá, bạn nào mà ăn hết được cái chảo này. Ninh chắc là sẽ cai xúc xích trong 1 tháng, 2 tháng gì đó, Ninh không ăn nữa đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chàng trai môi sứt ăn 10 cái xúc xích ngày hôm nay. Mình nghĩ là đã đủ xúc xích cho 2 tháng rồi nhưng không ăn nữa đâu. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên like, share và subscribe. Vỗ tay cho chàng trai môi sứt nào các bạn ơi. Bye bye.